Hello anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một dự án coin sàn cực kỳ ngon, đó là coin sàn của Flippay. Thì trước tiên anh em cần phải đăng ký một tài khoản sàn Flippay. Thì đăng ký này thì cực kỳ đơn giản, anh em cần phải nhập một địa chỉ email và anh em nhập password và xác nhận lại cái password và nhấn vào nút tôi đồng ý, nhấn vào nút sign up thì có thể đăng ký được. Thì mình đã đăng ký không, thì mình sẽ login và hướng dẫn anh em KYC và kiếm đồng con Flippay. Ok, thì trước tiên anh em cần phải làm vào profile, vào cái con người này, vào chọn vào Secure Pretty. Thì ai chưa cài cái máy 2P thì nên cài máy 2P này. 2P thì cài rất đơn giản, và tiếp theo đó là anh cần phải tiến hành bước KYC để kiếm được đồng coin này. Trước tiên cần phải chọn cái quốc gia Việt Nam, và sau đó anh em còn phải nhập họ này, chữ lót và tên, nhập sinh ngày tháng năm sinh. Tiếp theo đó là nhập địa chỉ, thì đó là có thể ghi tỉnh hoặc là nơi ở trên chứng minh thư hoặc là bắt bo. Sau đó là nhập thành phố, và tiếp theo đó là nhập zip code. Và chúng ta cần up hai ảnh, up ba ảnh, đó là ảnh thứ nhất đó là ảnh selfie với lại ID card hoặc là passport. Nếu chúng ta chọn passport hoặc ID card này có hai phương pháp, hai phương thức, đó là passport và national ID, và nhập cái số passport hoặc là số ID. Tiếp theo đó là anh em cần phải up mặt trước chứng minh nhân dân hoặc là mặt trước chứng minh nhân dân và mặt sau chứng minh nhân dân. Sau đó anh em nhấn submit là sẽ hoàn thành được bước KYC này. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em KYC, mình sẽ KYC sau. Khi link dự án này thì anh có thể thấy được ngay trong cái trang chủ Flippay. Đó là bước thứ nhất, là sign up và sẽ kiếm được từ 500 đến 1.000 FLT. FLT này là đồng coin của token Flippay này, và sau đó anh em sẽ mời bạn bè và sẽ kiếm được từ 100 đến 300 Flippay, và có thể share cái referral code này để kiếm được nhiều hơn. Thì để có được cái referral code này, anh em cần phải KYC để nhận KYC để hiện ra được cái link giới thiệu đến bạn bè đó. Anh em còn phải sao với KYC này sẽ nhận được một cái phần quà này. Sau khi hoàn thành KYC thì nó sẽ cho mình phần quà, mình sẽ đưa vào cách nhận nó. Ok, mình sẽ coi tìm cái link, thì có cái link là referral này đó. Rồi, trước tiên anh em cần phải hoàn thành cái bước KYC này để có thể mời bạn bè sẽ nhận được tiền. Ok, cái video mình kết thúc, hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo, và mình sẽ cập nhật cái dự án này khi nào lên sàn và sẽ thông báo cho anh em một sớm nhất để có thể bán nhận được số tiền mà thích hợp.